Ngọc xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Bữa nay Ngọc đi thăm mấy cái bẫy rắn ở cái luồng bộ hổm đó mọi người. Bộ hổm chạy được 2 con đó. Rồi bữa nay không biết rồi có kết quả gì không nữa. Thôi mọi người đồng hành cùng mình nha, đi thăm thử coi nó ra làm sao đây. Có may mắn giống như rồi bộ hổm không? Rồi mình bắt đầu hành quân nha mọi người. Nè, đồ nghề của mình để đi thăm bẫy rắn là gì nè, mời mọi người xem nha. Đây, giỏ đồ nghề của Ngọc nè. Mồi, cái này lúa nha, với cái dao, cái này là túi đựng. Mọi người ơi, hổm gài á, mình đặt chuột á, kiếm chuột đi thăm rắn mà không có mọi người. Còn dính được có con một nè. Hổm gài á, cái luồng bẫy này cũng được 6-7 ngày rồi nha. Mà Ngọc đặt chuột không có chạy nữa mọi người ơi. Làm như đồng khô cỏ cháy quá trời luôn à. Mình đặt sao mà dở quá à. Nha. Chạy được hổm gài dòn được có 6-7 con chuột bự à. Với một con chuột nhỏ nè. Rồi bữa nay mình đi thăm á, chơi liều luôn mọi người. Nè, có một con chuột còn nè. Đi thăm chín cái lồng rắn nha mọi người. Hổm thăm ra 9 cái nè, chạy được 2 con nè. Bữa nay không biết rồi thăm 9 cái này nè. Không biết rồi thăm lại, không biết có chạy được cái gì không nữa. Mình cũng mong á, chạy cho mình được ít nha mọi người, có tiền gì xây sở. Khổ quá mọi người ơi. Rồi, vậy mình bắt đầu hành quân nha mọi người. Rồi mình đi thăm bộ ảnh, mình thăm mấy cái bẫy bên đây coi. Biết có gì không? Để mình bỏ đồ nghề vô đây cái. Bỏ mà không chịu vô nữa. Rồi mình đi mọi người ơi. Cái đầu tiên luôn ha mọi người. Người thấy vòng vòng đây lý tưởng không? Đặt gắn là lý tưởng lắm á mọi người. Cỏ nước mặn không nghe mọi người, dày lắm. Mọi người coi đi. Dày lắm nè, mình cho mọi người xem nè, nè. Nè ở đây nè ha, nè. Nè. Nè, thụng xuống nguyên lót nè, mình thọt cái tay xuống nguyên lót luôn nè mọi người nè, sâu lắm. Tính ra đây đặt lý tưởng lắm mọi người, tại vòng vòng với phần á người ta cắt lúa hết trơn rồi mọi người, cắt lúa hết trơn rồi, thành thử ra mình nghĩ nó sẽ gom về trong này nè, mà không biết được kết quả gì không. Bữa hổm thì được được 2 con mọi người nè, cái đầu tiên luôn mọi người ơi, cái đầu tiên của Ngọc đây nè. Rồi xong cục sò bông luôn, chết queo rồi mọi người ơi, con chuột chết queo rồi nè. Xong luôn. Cái đầu tiên chết quá rồi mọi người ơi. Không những không dính gắn mà còn chết luôn con chuột nữa. Chết luôn chuột mồi của mình ơi. Trời uổng quá rồi. Đã thiếu mồi rồi mà còn bị chết nữa. Thôi để mình bắt ra cái nha mọi người. Mình xử nó luôn đi. Rồi giờ mình phải để cái lồng lại luôn đi, mai mốt kiếm mồi để đặt mọi người ơi. Chứ đem về nặng quá à, đem về còn đi thăm dài dài nữa. Thôi để mình ốp máy đây cái nha mọi người, rồi mình bỏ con chuột, còn có con luôn nè, con duy nhất nè, rồi bỏ vô đây rồi không biết mấy cái lồng ghê sao, không biết lỡ chết mồi hay là dính rắn rồi không biết làm sao đây nữa. Ở giờ nào tới đây mình tính tiếp nha mọi người. Cái nào chết thì mình bỏ vô trước đi, cho ưu tiên đi, ưu tiên trước nghe em này đi. Rồi cái tiếp theo luôn mọi người. Nằm bên đây nè. Nghe tháng hạn này á, là chủ yếu mình đặt ở dưới đường mương nha mọi người. Đặt dưới đường mương cho khả năng nó chạy vô cao. Mà nó còn không chạy nữa. Ủa hổm nó chạy ở đâu mà ở trên bờ cơi bờ lời vậy không. Nè cái tiếp theo nè mọi người ơi. Chứ có dính được cái gì không. Nè. Rồi sao nó chống phọc ra ngoài ai đặt dẹp lép vậy trời. Nè đặt bếp xẻo ra cái đậm nha mọi người ơi. Có gì không? Ôi còn nguyên con chuột luôn. Nè. Thôi để mình bỏ mồi vô một cái. Đó nãy giờ 2 cái rồi đó, cái này cái thứ hai rồi nè, 2 cái chết quốc rồi. Cái này chắc bị bò đạp cái gì á, đây còn có cỏ nữa mọi người, thì khi có bò á, bỏ vô đây nè, rồi thử đạp á, đẹp lép cái lòng mình, chứ đây không ai lấy đâu nha mọi người, mình đặt mình để đẩy lên làm gì, đặt để đẩy lên cho cái lòng mình ấm á, cho nó dễ vô. Rồi cái tiếp theo luôn mọi người ơi, cái tiếp theo nằm ở lúc bà xảy ra đó nha. Rồi đi lại thăm luôn, biết coi kết quả ra sao đây. Bữa nay làm gì có mấy cái đường lạ lạ, bị bò hay gì á, bò dậm quá. Còn hổm cái cục sậy này nè mọi người, dính được con hố ngựa nè. Bữa nay em biết dính được gì không à, nè tới cục sậy nè mọi người.
cái lồng mình nằm trong đây nè. À, một bằng chấm trơn dữ vậy trời. Lấy bịch lúa sẵn để có dính móc gì không. À, mọi người ơi. Đây nè. Cái lồng coi thử có dính gì không. Ồ chết quớt rồi. Chết quớt rồi mọi người ơi. Nè con chuột em bé chạy ra nè. Nè. Đây con chuột em bé chạy ra cho mấy bịch lúa nha. Cái này bố hổm làm được con hổ ngựa nè. Cái này nè. Bữa nay chết quớt rồi. Tới cái bên này luôn mọi người. Ai là quẳng dữ vậy trời. Quẳng gì mà có đường chân. Là như bò đi tay hay gì á. Chậm của mình muốn hư cái lòng rồi. Đâu chỗ này nè. À, lúc lần này nè mọi người. Lúc lần này nè. Ờ bữa nay với trời hên hên được con hai con giống bùa hổm không. Nè. Có gì không đây. Ăn nặng không. Rồi chết quớt luôn rồi. Ôi còn chuột em bé hơn đây đó thấy con chuột không còn là được rồi hết mồi thay luôn rồi không dính gắn mà đừng chết mồi nha trời ơi giấy trời à đừng chết mồi mồi đó nữa là thay đó mình đặt cái nào mình cũng phải đậy lại nha mọi người. Mình gặp cái cô đó kìa, bà thím á, bà đi ruộng về. Và tới đó là mọi người. Nè bên anh cái nè mọi người. Rồi cái này chết quớt rồi. Còn nguyên chuột luôn. Nè, mọi người. Còn nguyên chuột em bé của mình nè. Đây chỗ em bé của mình nằm nè. Để mình cho anh miếng mồi vậy. Trời trời xong bây giờ 4 cái rồi chứ quớt chân trời. Rồi bữa hổm thăm còn dính được mấy con chuột. Bữa nay thăm không có con chuột nào luôn. Không có dính chuột bự nào luôn. Rồi rồi bên đây mọi người tiếp tục nha. Ôi. Rồi đi giờ mới có mấy cái rồi muốn ke luôn. Mà không dính gì chân. Nè mình đi qua tới đây nè, mình nhảy qua đường mương nha mọi người. Nè nè một lát nha mọi người, mình đi thăm nó tới đây nè, tới đây nè, nó tới cái kiểm cây này ha, mình thăm dài vô đây nè đó, mình thăm theo cái đường bờ đó, mình thăm dài vô tới cái miếng nhà tôn đó nè mọi người. Nè cái nhà tôn này nè, thăm tới miếng nhà đó đó. Ở đây á mọi người chủ yếu á đa phần là bà con mình á trồng sư riêng nha mọi người, mà sư riêng á 2 năm nay mọi người làm như cũng không có giá mọi người ơi, mình cũng có trồng ít sugi à, được vài chục gốc gì đó mà không có giá, mà tiền phân tiền thuốc bây giờ mắc quá, anh thử ra nè mọi người thấy đi, bây giờ để sugi mà nó đóng gông đóng meo hết trơn này, nên là ấy ba cái mỏ hết trơn mọi người, rồi ta bỏ luôn á, ta không có làm lỗ mọi người ơi, bây giờ riết làm gì cũng lỗ hết trơn á, làm sugi á thì không có giá. Làm ruộng cứ vậy, có khi trúng khi thất. Ruộng thì bắt buộc ở đây á, tại vì mà nguyên cánh đồng á, rồi bà con người ta bắt buộc người ta phải đeo á, ta đeo theo cái thực tế ra mọi người thấy đi. Làm ruộng, một bên thì làm ruộng, một bên thì làm vườn. Rồi nước nó rút hết trơn à. Rồi đâu kết quả đâu, lúa thì nhờ có nước mà làm ruộng làm vườn á thì bắt buộc á, thì bà con người ta phải siết nước. Ta siết nước á thì ruộng á bơm bữa trước bữa sau rồi lại nó khô gan hết trơn rồi đâu có đâu ăn, bắt buộc ở đây thì người ta lỡ người ta đeo thì ta đeo theo luôn gì á, làm kiếm lời được ít á mọi người là người ta mừng rồi. Cái cánh đồng này nè đi đặt chuột đó mọi người cũng được lắm, cũng chạy lắm, tại luồng chạy cũng láng không à, mà hôm hổm á mình đặt cái khu này nè, đặt dọn đi dọn lại cũng được gần chục ký đó mọi người, mà mình đặt lâu lắm nha, mình đặt cái khoảng chừng nửa tháng á, mà được chừng chục ký à. Rồi mấy ngày nay á, 5-6 ngày nay mình đặt không có chạy gì luôn. Chạy được có 5-6 con gì đó, chuột bự à. Còn con chuột thì nhỏ nhâm bé nhỏ xíu xíu đó. Nãy đó, đặt mình dành đặt gắn luôn, đi thăm gắn nè.
không gắn một cái đầu tiên chưa gì hết trơn là chết queo con mồi rồi, là phọc luôn, bây giờ không còn con mồi nào luôn. Cái trời mình còn có khoảng 5 cái nữa mọi người ơi, 5 cái lồng đó, 4 cái lồng, 5 cái lồng gì đó, dái 4, 5 cái này dính bậy nó chừng con, 2 con cũng được đó mọi người. Trời ơi là vui rồi, chứ đi lội thế này nắng lắm mọi người, mệt lắm, đi không có cái mình buồn lắm, rồi không có tiền xây sở đó mọi người. Tại vì đa phần ở đây là mình sống kiểu mà đồng quê, thì mình đi bắt chuột nè, bắt rắn nè, đi cắm câu, chăn lưới, mà không có kết quả rồi cái là không có tiền đâu nghe mọi người. Ủa cái tiếp theo của mình nằm đâu trời, ly lo nói chuyện không chắc hút mất tiêu cái gì rồi. Để mình trở lại mọi người ơi, ở đây nè, cái lỗ này nè, nhớ cái lỗ quen quen rồi nè, coi có gì không đây, hồi hộp và chờ đợi đây. Rồi mất tiêu cái lồng luôn rồi mọi người ơi. Rồi xong luôn nè, mình đặt ở đây nè, không biết có dính gì không mà bị ai lấy mất tiêu cái lồng rồi nè, mọi người thấy không nè, còn ba cái vỏ bao của mình nè, nè cái vỏ bao của mình nè, nè đặt cái lồng đây nè, cái đường ấm ghê luôn mọi người, tự nhiên cái ai phát ra ăn lẩu lấy cái lồng mình mất tiêu rồi. Trời ơi chơi kỳ dở lắm rồi. Rồi xong cái rồi mọi người, rồi mất cái lồng rồi mọi người ơi. Ai hay thì trời, vậy cũng đành đoạn lấy cái lồng của mình được nữa, vì hoàn cảnh đó mọi người, nghèo, đi kiếm ăn từ đôi bàn tay của mình, mà còn không được yên nữa, thiệt là tình luôn. Rồi cái tiếp theo nằm đâu đây nè mọi người ơi, mất cái lồng rồi mình quắn mua tưa luôn rồi, rồi không biết giờ nằm phương trời nào luôn rồi, trời ơi trời, thiệt tình luôn. Như cái này nằm ở đây nè mọi người ơi, mắc luôn đi cho rồi, không rồi chín gì không, ôi chết quốc rồi mọi người ơi. Rồi nhẹ xịu cái lồng còn nguyên nè, còn nguyên chuột luôn, để mình bỏ mồi vô cái nè mọi người. Trời ơi chơi tài của cải của nhỏ có mấy cái lồng không cũng mắc nữa, không dính gắn còn mắc cái lồng nữa, thôi luôn. Tới cực tẹo luôn mọi người ơi. Có đặt ha, mình nói rồi ha, đặt vô phủ đậy đậy lại đi, mà còn bị mất nữa đó. Rồi tiếp tục mọi người, chị nào qua tới bên kia mình quay cho mọi người xem đó nha. Còn có khoảng 2-3 cái gì đó hả mọi người, chừng 3 cái hay gì à. Bây giờ nào tới mình quay tiếp nha mọi người. Tiếp tục luôn mọi người, qua tới rồi nè, gần tới cái bẫy rồi. Rồi mình thấy phọc nó gì rồi, nặng nặng không trời. Ủa nặng nặng, nó dưới cái gốc cây ông nội ơi, dưới cái gốc cây giống nặng nặng không có gì luôn. Rồi tiêu luôn, rồi con chụp mồi, rồi quất luôn, để mình bỏ mồi vô cái mọi người. Rồi bữa nay chắc không linh bằng bố hổm rồi, bố hổm giá giá còn dính được 2 con, bữa nay chắc phọc luôn rồi. Còn 2 cái nữa nha mọi người, thăm mà không dính đó, thăm mà không dính đó, thăm lẻ lắm. Rồi để lại lên luôn đây. Rồi tiếp tục luôn mọi người ơi, qua tới bên đó luôn đó, khi nào mà qua tới bản mình quay cho mọi người xem nha, tại còn xa lắm, cỏ không à, đi lâu lắm. Cũng qua tới nè mọi người, đằng này nè, biết có dính gì không nữa. Ấy trời, làm được con đi, lấy hên đây nè, lấy con phọc gì trời, con phọc mọi người ơi. Ồ nặng nặng mọi người ơi, nặng nặng mọi người ơi, im mà mọi người ơi, chứ con gì đây. Ui con phố ngựa mọi người ơi nè, con hổ ngựa cũng im rồi nghe mọi người, cũng được rồi, có dính là được rồi, có dính là mừng rồi. Mắc cái lồng mà không dính con nào nữa. Ui nó vô lâu rồi mọi người ơi nè,
con này mình đặt nó dài cũng 6-7 ngày rồi mới đi thăm nữa nè. Con hổ ngựa mà mình mọi người coi đi, mình mẩy của nó nè, khô gan da tóc hết trơn rồi nè, hổ ngựa mỏ mồng đầu nó chạy hết trơn rồi, mình mẩy đâu khô gan hết trơn rồi nè, tại nắng ha mọi người. Nè, con này cũng nhỏ mọi người, con này không biết được nửa ký lô không nữa, kệ, có dính là được rồi nha, có dính là mừng rồi, kệ bữa lớn đi. Đó, mọi khi nó mà mới vô á mọi người, nó không giữ chứ lắm, mà này chắc nó vô lâu rồi, bởi vì nè, mỏ mồng rồi mình mẩy mọi người coi nè, chạy chùa hết trơn rồi, nè, ra máu rồi. Bữa nay cũng 6-7 ngày rồi, tại lâu quá. Tại mình không có mồi thăm á, mình đến đặt chuột, vòng vòng lại kiếm ít chuột để mình đi thăm, mà ai về đâu đặt không có chuột gì trơn, rồi lỡ đi thăm luôn, rồi sợ nhiều khi mình không thăm á, chuột trong lòng của mình nè, chuột trong cái lòng gắn á, rồi nó thiếu mồi nó chết, rồi khi dính gắn để lâu nó cũng chết nữa. Nè mọi người, đã không? Thôi để mình bắt ra cái nha mọi người. Mình có con tay à, bắt khó lắm. Để mình ốp máy đi, mình bắt xong mình quay cho mọi người xem nha. Nè mình bắt ra rồi nè mọi người. Nè bé lớn nè. Mình được bé lớn nè mọi người. Con này không được nửa ký lô nữa, nhảy xìu mọi người ơi. Tại vì dính nó gài rồi, ốm mà rộng nên dính nấm gài á, rồi thử ra rồi nó không ăn được gì chân á, trong lòng không à, rồi thì ốm mà nhảy xìu à, con này không được nửa ký lô đâu. Thôi mình tiếp tục nha mọi người, rồi cái lòng này chắc mình để đây luôn rồi mọi người, để luôn rồi, khi nào có mồi đi, mốt mình đặt có chuột mình lại mình dồn vô, chứ giờ đem về cũng như không, đem về cũng bỏ thôi, gòm gà lắm, không nhét vô đây nha. Khi nào tới thì còn cái cuối nè mọi người, khi nào tới mình quay cho mọi người xem nha, cái nữa, cũng tới luôn rồi nè mọi người. Cái cuối nằm đây nè. Cái trời đứng mắt à, mắt luôn đi. Phong luôn. Ủa. Đây nè, tự. Nó xong nữa rồi. Rồi cùng đi con chuột luôn mọi người ơi, nè. Này mình thấy con chuột cũng chạy ra rồi. Nè, chuột em bé của mình nè. Đây. Chuột em bé tí hon. Học ơi. Để mình bỏ mồi vô mọi người. Rồi, tiêu rồi. Bữa nay thăm á chạy có con nhỏ xíu xíu rồi, mà còn mắc lòng nữa. Buồn ghê luôn. Gầu cũng bệnh luôn. Mình bỏ lúa cho cái. Đặt không dính cái gì mà còn bị mắc lòng nữa. Đặt cực lắm á mọi người. Quải từng cái lồng đi đặt, trời nắng trời nôi, đâu phải gì dễ ăn đâu. Rồi đi đặt nhiều khi đó, đi họ thấy cái là xong cái lồng luôn. Rồi hết rồi mọi người ơi. Ở trong điểm này của mình á là có 9 cái nha mọi người, 9 cái 10 cái gì đó. Rồi dính có 1 con một à, rồi bắt 1 cái lồng rồi xem như phá huệ luôn, mà tính là lỗ luôn, lỗ công. Nè, xong luôn. Nè, được em lớn kệ, có là vui rồi mọi người, giống như là ủng hộ tinh thần vậy, chứ thực tế ra là lỗ rồi. Bữa nay về ăn mắm luôn, muối luôn, học rồi. Vậy là nó muốn hết chạy cái gì rồi, hay là tại người ta yoga hay là ai đi thăm trước mình cũng không chừng. Thôi giờ cũng kết thúc video ở đây luôn nha mọi người. Thôi chúc mọi người á nhiều sức khỏe và tràn đầy may mắn nha. Rồi cảm ơn mọi người, bye bye mọi người nha.